Onslaught! Your team has destroyed a tower! Double kill! vpgame.vn sụp nick nhắn chóng an toàn giả rẻ. You are on the red team. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nơ Mơ Hạt. Cả đội xông lên. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng là Tú Lén. Đối với Tú Lén là một vị tướng mạnh. Một vị tướng đó là sở hữu khá là nhiều yếu tố. Đám phép ok này, khả năng sốc đám tốt này. Khả năng cấu rỉa cũng được. Tú Lén thấy trong đấu dài người ta sử dụng đó là cũng khá là nhiều. Thời điểm trước thì Tú Lén cực kỳ là khỏe luôn. Thời điểm hiện tại thì Tú Lén chơi được, vẫn chơi ổn. Tú Lén bây giờ thì thích hợp đó là đi rừng so với đi mid. Bởi vì đi rừng thì dễ tích điểm đó là nội tài hơn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể đó là về cách chơi đó là vị tướng đó là Tú Lén này. Bên cạnh đó thì trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này thì anh em cùng theo dõi. Với Tú Lén là một chất tướng mình nói đó là cũng không phải là dễ chơi. Anh em phải biết đó là cách điểm tích điểm nội tài rồi ra vào một cách đó là hợp lý và lối điệu sử dụng làm sao cho đó là ok. Thì khi đó anh em sẽ chơi đó là vị tướng này hiệu quả. Ở trận đấu này thì mình đối đầu bên kia đó là Veradirin, một chất tướng đấu sĩ theo thiên hướng chống chiêu cũng khá là tốt. Nhìn tem bên kia cũng khá là trấu bò. Thì bây giờ anh em thấy thì mình sẽ lên đảo gánh nha. Và khi đảo gánh thì anh em thấy thì mình luôn luôn đó là núp nơi bụi cỏ này để tạo được bất ngờ. Và chắc chắn thì pha này solo cứu giữa đó là Flo và Zuka. Thì mình ra hỗ trợ phát nửa thì 2 đánh 1 thì chắc chắn đó sẽ có lợi thế hơn. Và khi có lợi thế rồi, đi đường tà thần thì chắc chắn ăn những mục tiêu lớn, ví dụ như tà thần xế giá. Còn đi đường rồng thì ăn rồng, và ở trận đấu này thì mình sẽ ăn luôn. Đó là con tà thần xế giá nhé, để tạo được lợi thế. Bên cạnh đó thì ghé quá đó là khu búa sánh của tem bên địch. Cược luôn, đó là con búa sánh của rừng tem địch tiếp. Flock của tem địch thì đáng ở đó là đường giữa đúng không? Rồi pha này thì mình đó là xẻ ra này. Liệu có bắt được Flo hay không? Zuka Temmy thì đang khép góc. Ôi! Bị lộ tầm nhìn và cuối cùng thì Flo gọi là đánh vòng hay quá. Nói chung vậy là cũng là thành công rồi. Lại tiếp tục rồi là farm tiếp thôi anh em ạ. Thì đi rừng là vậy thôi, đi gánh hiệu quả rồi thì ăn những mục tiêu lớn. Đặc biệt lấy trù được thì lấy trù, không lấy trù được thì ăn rồng hoặc là tà thân xế giá. Rồi anh em lại quay trở về với vòng rừng của mình rồi lại tiếp tục đó là đảo gánh thôi. Nhiệm vụ đi rừng thì nói chung cũng khá là dễ dàng. Thì chỉ cần mình gánh đó là cho Zuka 2 đến 3 lần. Khi Zuka sánh hơn đó là Flo rồi thì xíu nữa không cần gánh cũng được. Ví dụ phá này chẳng hạn, anh em thấy thì mình lại gánh tiếp này. Chạy đâu Flo này. Ồ, có lẽ là pha này thì lối điều trước có thể kết thúc được khi mà lượng máu của Flo thì đang khá là nhiều. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ về đó là khu vực búa sánh rồi mình sẽ tiến lên gánh đường rồng nhé. Nãy giờ thì cũng chưa gánh được đó là đường rồng lần nào cả. Đầu game thì mình muốn đó là gánh chó đó là Zuka sánh một xíu, rồi xíu nữa đó là Zuka chơi đó là trên cờ Flo thì khi đó dễ dàng chơi hơn. Rồi bây giờ thì đó lại tiếp tục đó là farm nhẹ con búa sánh. Nhận thấy là tem bên địch đang ép vào anh em ạ. Ok, rồi ép vào đúng không? Ép vào đúng không? Rồi pha này chạy đấu lối điều kết thúc này. Ôi, vết red của tem bên địch hay quá. Một pha gọi là lại chế chắn cái lối điều. Và cuối cùng thì SP của tem địch vẫn đó là chạy được phá đó. Thì đó là những đồng đội tốt nhá, còn những đồng đội không tốt thì thôi sống kệ SP anh em ha. Những đồng đội tốt là luôn luôn đó là giúp đỡ đó là SP hay là bất kể vị tướng nào cũng vậy. Rồi pha này Flo solo không Flo này thì Flo này, này thì Flo này, một phát nữa này lên bảng điểm số này. Cầm chân định để tôi đẩy lẻ.
Hiện tại bây giờ thì Flot em đi trước có kháng phép nên là lượng đám của mình gây ra thì cũng đang khá là tốt. Còn giai đoạn về sau Flot mà có những món đồ kháng phép có huấn chương trói thì phải đó là hết sức cẩn thận nhá. Địa giám đẹp đến từ vị trí của ba đốt, liệu Karisi Temin có thoát được hay không? Karisi thoát được, mình sử dụng lối điệu, chỉ còn một chấm máu kia, tiếc thế. Thắng bài tay một chấm máu anh em ạ. À. Bây giờ thì đang thấy dù ý của Temin địch, nhưng mà dù ý thì chắc có lẽ bị dù cá bắt rồi, mình chắc có lẽ là cũng không cần lên. Bởi vì anh em thấy thì dù ý là chất tướng cũng khá là kém cơ động, gặp dù cá cơ động bắt nữa thì khó mà chạy được. Bây giờ đang thấy xa thủ tém bên đích đúng không? Mình nghĩ xa thủ tém đích phám sóng sẽ di chuyển về, mình sẽ nục nơi bụi cỏ này này. Đây. Rồi chạy đâu? Chắc chắn thì lên bảng điểm số rồi. Lần này thì lối điều gọi là đủ sát thương rồi anh em ạ. À. Thì nói chung anh em cũng đoán ý nghĩ của tém đích một xíu để đoán cái đường di chuyển của tém bên đích á. Ví dụ ai đi lên nào thì thường xuyên đó là về lên đó đúng không? Thì xa thủ tém đích ra đường giữa rồi thì lại chuẩn bị về đó là lên rông. Thì anh em cố gắng đó là chặn đâu thôi. Đó là cách tốt nhất để bắt đó là mục tiêu. Cũng giống như đó là Flo lúc này á, ra farm đứng giữa sóng thì sẽ quay trở về. Đó là lên ta thân thì mình đứng giữa đó là những bụi cỏ. Thì đó là cách đi rừng để anh em gánh đó là hiệu quả nhất. Hiện tại thì đang thấy đó là Zuka, đó là thẳng thế Flo rồi. Bây giờ anh em thấy thì mình nghĩ đó là Flo đáng biến về trong bụi cỏ đúng không? Thường xuyên là thấp máu phạt thì vào bụi cỏ và biến về thì mình sẽ nó chạy một mạch lên đấy này. Đây anh em thấy chưa, này thì Flo này lối điều kết thúc luôn này, và tiền Flo lên bảng điểm số. Thì gọi là anh em cũng đoán thôi, nói chung pha đó thì có thể trúng có thể trật, nhưng mà cơ hội trúng thì cũng sẽ rất chính là cao. Bởi vì đến mình cũng vậy mà, mình thường xuyên là cứ chui vào bụi cỏ để có thể biến về, nhìn nên là những pha gọi là gánh bất ngờ như vậy thì hơi khó. Hiện tại thì tém bên đích thì đang ép đó là khu vực đường giữa tém bên mình. Nói chung về chất tưởng thì tém bên mình nói chung sát thương phép thì hơi nhiều, nhưng mà cũng ổn anh em ạ. Nếu mà tém bên đích ví dụ giai đoạn cuối game lên đó là đồ kháng phép nhiều thì đó là theo nát cũng như đó là Zuka thì có đất diễn hơn. Từ từ, tôi đang chạy tới. Bây giờ sẽ lại ăn đó là con rồng này nữa nha anh em. Ok, hiện tại thì cái trụ đường rồng tém bên mình đã lấy được rồi, cái trụ đường ta thân thì cũng đã lấy được rồi. Bây giờ thì chắc phải ép cái trụ đường dừa nữa thì sẽ ok nhất. Với chất tướng đó là sải tay dài như theo nát thì có lẽ là khả năng lấy trụ thì cũng khá là dễ, không có gì là quá khó cả. Rồi pha này thì mình lại tiếp tục núp đấy này để xem có bắt được cái không này. Nhưng mà hiện tại thì chắc có lẽ là chưa bắt được anh em. Ôi thôi xong rồi, Krissi tém mình thì bị lên bảng điểm số rồi anh em ạ. Về phần chiêu thức của vị tướng đó là tu len thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất của vị tướng đó là tu lén, đó là lối quáng. Anh em bắn ra đó là ba cái tia như thế này, trúng tướng địch, trúng mục tiêu thì gây sát thương. Bên cạnh đó thì mỗi cái tia trúng thì tích thêm đó là một điểm nội tài. Anh em thấy thì phía dưới thánh máu của vị tướng tu lén có 4 điểm đúng không? Tí xíu nữa đó là mình sẽ phân tích điểm nội tài, tạm thời anh em cứ hiểu. Đó là mỗi tia đó là trúng mục tiêu, ví dụ pha này chẳng hạn này, ba tia trúng thì có đó là 3 điểm. Đó là phía dưới. Ô, pha này bắt mình, chiêu 2 thì nể này, lối điều kết thúc này. Tự nhiên là được mạng của đó là SP tém đi, đó là khá là dễ dàng anh em ạ. Đối với tu len thì chiêu 2 đó là lối đồng, chiêu này thì có thể đó là lượt qua địa hình, lượt theo hướng chỉ định giúp đó là tu len, đó là đồ cơ đồng hết. Khi anh em lượt thi trúng tướng địch thì thứ nhất đó là gây sát thương, thứ hai thì giúp anh em đó là tích thêm đó là 1 đến 2 điểm, đó là nội tài nữa. Ví dụ anh em lượt đó là trúng điểm đi và điểm về thì anh em được 2 điểm, còn anh em chỉ lượt đó là trúng 1 điểm thôi thì anh em cộng thêm được đó là 1 điểm, đó là nội tài dành cho đó là vị tướng tu len này. Nếu mà anh em gọi là sử dụng chiêu 2 lối đồng đó là trúng mục tiêu một cách đó là liên tục á, thì đối phương đó là sẽ bị đó làm chậm đến đó là 90%, đó là tốc độ di chuyển luôn nhá. Nói chung chiêu 2 là một chiêu cực kỳ là quan trọng để giúp anh em có thể đó là đuổi theo mục tiêu này, rồi để anh em có thể đó là tiếp cận mục tiêu để sử dụng đó là chiêu cuối một cách đó là tốt nhất và ok nhất. Còn chiêu cuối của vị tướng tu len thì quá là dễ dàng rồi, đó là lối điều.
Tulen kích hoạt chiêu cuối á, thì sẽ bắn ra đó là một con chim điện. Thứ nhất là trúng thương địch thì gây đó là sát thương này. Thứ hai đó là tích thêm được đó là một điểm nội tài, đó là lối điện nữa. Bên cạnh đó, nếu mà anh em hạ gục được tướng địch ngay lập tức, hạ gục được tướng địch bằng chiêu cuối á, thì giúp đó là giảm thời gian hồi chiêu lên đến 80% luôn. Vì thế ở giai đoạn cuối game thì thời gian hồi chiêu của chiêu cuối của việc tưởng đó là tu lên khí hạ gục được tướng địch thì rất chỉ là nhanh, anh em có thể lối điều kết thúc được đó là rất chỉ là nhiều người trong một pha đó là giáo tránh là chuyện bình thường, nên là anh em cần lưu ý điều đó. Bên cạnh đó thì có một điểm đặc biệt ở chiêu cuối của vị tướng đó là tú lén, nếu mà trúng Alistar thì sẽ có sát thương chuẩn. Ok, pha này thì lối điều, ví dụ pha này lối điều kết thúc này anh em thấy thì chỉ có đó là 2 giấy đã hồi chiêu cuối. Ôi, một pha cắt giang sơn và trảm thiên địa tốt đến từ đó là Zui anh em ạ. Lượng máu của mình đang khá là nhiều, nhưng mà cuối cùng thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Tiếc thế, pha đổ anh em thấy thì lối điện xoay quanh mình, xoay quanh đó là tu lén cực kỳ là nhiều luôn. Pha đó mình mà không bị Zui sốc đám là mình có thể quay trở lại chơi hết rồi là tém bên đi cùng nến đúng không? Tưởng là có hai lái đẹp mắt ai dè là bị Zui sốc đám phạt ngụm cụ tỏi luôn. Thì đối với vị tướng tu lén thì mình đã phân tích đó là về chiêu thức cực kỳ là kỹ dành cho anh em rồi. Nhưng anh em hiểu rõ ràng đó là tu lén quan trọng đó là về điểm nội tài nữa. Anh em thấy thì phía dưới có thanh máu thì có 4 điểm đúng không? Khi anh em đạt đủ đó là 5 điểm thì anh em sẽ kích hoạt nội tài đó là xoáy quái người của vị tướng đó là tú lén này. Thì làm thế nào để anh em tích được điểm nội tài? Sử dụng đó là chiêu 1 3 tía thì trúng mỗi tía thì giúp anh em tích thêm được 1 điểm. Chiêu 2 thì giúp anh em tích 2 điểm nếu mà anh em gọi là di chuyển tốt, kiểu là trúng cả điểm đi và điểm về thì giúp anh em gọi là tích được 2 điểm. Chiêu cuối lối điều thì giúp anh em tích thực thêm được 1 điểm nữa. Nhưng một điều đặc biệt đó là khi anh em sử dụng gọi là chiêu cuối kết thúc được mục tiêu thì lập tức là anh em kích hoạt được lối điều. Ví dụ pha này mình ngắn được đó là vị trí của FP tém địch phạt, lập tức đó là kích hoạt được đó là nội tài lối điền. Và pha này thì anh em có thể thấy thì lối điều một phát nữa, xíu nữa ăn được đó là bị tém bên địch. Rất đáng tiếc nhưng không sao cả, dầu sao thì cũng double cứu đó là dành cho mình. Bị tém địch thì vẫn chạy được, nhưng mà pha đó thì tại sao mình không đuổi theo. Dù ý mà nó quay trở lại, nó cắt giang sơn và trảm thiên địa tổ trạt thi lượng máu của mình đó là nửa cái máu thế này là ra đi luôn anh em ạ. Rồi pha này thì chơi luôn này, rồi một phát này, rồi lên bảng điểm số khá là nhanh đến từ vị trí xa thủ tém địch. Mình lượt chiêu 2 lên sử dụng lối điều kết thúc được đó là Vera tém bên địch. Và anh em thấy thì càng nhiều tía đó là xoáy quánh người của vị tướng tu lén này thì nội tài của vị tướng tu lén sát thương gây ra thì sẽ càng lớn nhá. Giai đoạn ở giai đoạn cuối game á, tú lén đó là chỉ cần đó là nội tài xoay quanh người, sau đó sử dụng đó là chiêu 1 trúng phạt rồi lối hiểu phạt kết thúc mục tiêu luôn anh em nhé. Đám của tú lén vẫn là một chất tưởng gọi là đám cực kỳ là ảo luôn. Thì cách farm nhanh nhất thì ở giai đoạn đầu game thì hơi vất vả một xíu thôi, còn giai đoạn về sau anh em sử dụng chiêu 1 trúng đó là mục tiêu phạt, lượt chiêu 2 phạt là ăn được đó là mục tiêu liền rồi. Farm cũng rất chứ là nhanh anh em ạ, đi rừng anh em thấy chưa, farm cuối game cực kỳ là nhanh luôn. Đầu game thì sẽ ở đó là hơi vất vả một xíu thôi, còn cuối game anh em thấy thì tốc độ farm quá là ok luôn. Thì cách chơi của vị tướng tu lén là như vậy thôi, nói chung anh em phải làm sao đó là tích được điểm nội tài xoay quanh người thế này, đặc biệt là khi vào combat. Rồi anh em sử dụng lối điều để có thể đó là kết thúc được đó là mục tiêu là ok nhất. Khi đó thì anh em sẽ kích hoạt được đó là nội tài lối điền đó là xoáy quánh người này luôn. Qua đó thì lượng sát thương đó là của anh em sẽ được tối ưu nhất. Về phần phù hiệu dành cho đó là vị tướng tú lén thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là thân quáng. Thân quáng kết hợp thêm với trang bị đó là trường bùng nổ nữa thì giúp những cú túng chiếu đó là sẽ ok nhất. Một pha địa giam đẹp đến từ ba đúng, nhưng mình bật quả cầu băng xương anh em ạ. Và cuối cùng thì mình chạy đó là một cách đó là an toàn. Bây giờ mình sẽ đẩy thì lính ở đường này lên cáo, rồi lại đó là đường giữa để hỗ trợ tím nhá. Hiện tại thì bị té mình lên bảng điểm số rồi. Theo nát té mình thì đang bị dí bởi đó là phờ ló. Ôi thôi xong rồi, tím bên mình thì rất máy đó là Zuka bắt được đó là dú ý đây anh em ạ. Và mình nghỉ Vret đang trên đường di chuyển về rồi. Và này Vret này Zuka ấy bắt luôn. Mình có lối điều rồi đấy. Kết thúc được này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số rồi. Và này thì Van Heo đầy cây máu, này thì đầy cây máu này, lên bảng điểm số luôn này.
Thì anh em thấy đó, khả năng sốc đám đến từ đó Tú Lén cũng cực kỳ là đáng nể anh em ạ. Chỉ cần anh em gọi là có nội tài xoay quanh người thế này, rồi sau đó sử dụng đó là chiêu một vạt trúng mục tiêu, rồi sau đó sử dụng đó là chiêu cuối vạt là lên bảng điểm số liền. Về phần trang bị dành cho đó là vị tướng Tú Lén thì anh em lên cho mình như sau. Đầu tiên thì đó là món đồ đi rừng rồi, món đồ đi rừng sát thương phép. Tiếp đến thì đó là đôi giày xuyên giáp phép. Sau đó thì trường bùng nổ, để những cú gọi là tống chiếu đám sẽ cực kỳ là tốt, kết hợp thêm đó là phù hiệu thân quáng nữa. Sau đó thì đó là trường hồn mã để xuyên giáp phép. Tiếp đến thì vướng biển để giúp gia tăng lượng công phép. Và cuối cùng đó là quả cầu băng sướng để có khả năng né đám. Đó là build đồ sử dụng dành cho đó là vị tướng Tú Lén nha anh em. Build đồ này thì gần như đó là build đồ gọi là chuẩn chỉ đi rừng dành cho đó là vị tướng đó là Tú Lén rồi. Nếu mà anh em đi lên thì không lên đó đồ đi rừng thì anh em lên cho mình cái sạch trùi hồn nhá. Rồi bây giờ thì hiện tại thì có một pha giao tranh ở khu vực đường giữa, mình sẽ ra là hỗ trợ tím luôn này, lên bảng điểm số này, rồi chạy đấu lối điều kết thúc luôn này. Và chắc chắn thì trận đấu nó sẽ kết thúc ở đây thôi. Double kill dành cho mình. Về bảng ngọc dành cho đó là Tú Lén thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ anh em lên cho mình đó là một viên chỉ mang và 9 viên công phép và xuyên giáp phép. Ngọc tím 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên công phép và hụt màu phép. Còn ngọc xanh tốc đánh và xuyên giáp phép. Và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Anh em cảm thấy clip này hay hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.